Hôm nay là ngày 29 âm lịch. Nếu mà năm nay thì năm 2021 là không có lịch, không có ngày 30. Đây hôm nay là ngày cuối cùng, coi như ngày cuối cùng của năm rồi. Thì rất là nhiều. Ở đây là nghĩa trang. Ở nơi đây thì ngày cuối cùng thì có cũng rất nhiều người dân đến tìm đến vệ sinh mộ, rồi thắp nhang mời ông bà, mời những người đã mất khuất đã về về nhà ăn Tết. Không khí cái mộ này cũng rất là nhộn nhịp và hào hứng, vui vẻ. Mỗi ngày một việc, người nào thì đặt mình thù ở đây thì mỗi người một có một cái mua cái mộ thì đều có những cái những chậu hoa rất là đẹp, sực sỡ, trang hoàng. Cái điểm như là một điểm này. Gia đình chúng tôi cũng đến rửa mộ của cụ, đây là mộ của ông cái mấy cái đấy cũng là 6 năm rồi. Thì hàng năm thì cứ đến ngày cận Tết thì anh em gia đình chúng tôi là đều đến đây vệ sinh mộ, thắp nhang, mời ông về quê, về nhà ăn Tết. Tay rồi.